vì sao Tô Lâm bị đánh giá không đủ phẩm chất, đạo đức và tư cách để làm Tổng Bí Thư. Khác với Tổng Trọng, người được cho là bảo thủ, Tô Lâm được đánh giá là một người có năng lực và thực dụng. Ông không mấy quan tâm tới vấn đề học thuyết và chủ nghĩa cộng sản. Bài viết đầu tiên của Đại tướng Tô Lâm trên cương vị Tổng Bí Thư với tiêu đề "Quyết tâm xây dựng Đảng vững mạnh, nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" đã khiến công luận hết hy vọng ông sẽ mang lại một sự thay đổi mang tính bước ngoặt cho sự phát triển của Việt Nam. Vào ngày 3 tháng 8, tại Hội nghị Trung ương Đảng, Ban chấp hành Trung ương đã biểu quyết bầu Chủ tịch nước Tô Lâm giữ chức Tổng Bí Thư cho đến khi Đại hội 13 kết thúc, với tỷ lệ phiếu ủng hộ tuyệt đối 100%. Tuy nhiên, giới quan sát quốc tế vẫn khẳng định đây là một sự bất thường, vì trước đó Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã bị đánh giá là không đủ tư cách và phẩm chất đạo đức để đảm trách cương vị người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Dựa trên những dấu ấn bóng Tô Lâm để lại trên cương vị Bộ trưởng Bộ Công an cho thấy ông là người đóng vai trò chính trong nhiều vụ việc quan trọng liên quan đến vấn đề an ninh và chính trị của Việt Nam. Trong 8 năm, ông Tô Lâm đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an từ năm 2016 đến năm 2024, phong trào vận động dân chủ, phản biện xã hội Việt Nam đã bị dập tắt không thương tiếc. Nhiều nhà hoạt động dân chủ và môi trường bị bắt, hoạt động của các tổ chức phi chính phủ được cấp phép cũng bị siết chặt. Bộ Công an dưới thời Bộ trưởng Tô Lâm đã xây dựng và thông qua luật an ninh mạng vào năm 2018 là điển hình cho vấn đề bóp nghẹt tự do ngôn luận và quyền biểu đạt của người dân cả nước. Từ khi trở thành Bộ trưởng Bộ Công an sau Đại hội Đảng lần thứ 12, ông Tô Lâm đã để lại rất nhiều tai tiếng, kể cả đối ngoại lẫn đối nội. Mà trong đó, cụ thể, thứ nhất, ông Tô Lâm bị cáo buộc là người chỉ huy vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, một người đang xin tị nạn tại Đức vào tháng 7 năm 2017. Chính quyền Đức khẳng định ông Thanh bị lực lượng an ninh Việt Nam bắt cóc. Theo cáo buộc của nhà nước Slovakia, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã sử dụng một chuyến công tác tới Slovakia để chỉ đạo bắt cóc vụ đẩy tai tiếng này. Thứ hai là một sự kiện tai tiếng trong nước, đó là vụ tranh chấp đất tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội vào đầu năm 2020. Thay vì sử dụng luật dân sự để giải quyết tranh chấp đất đai, thì Bộ trưởng Tô Lâm sử dụng lực lượng 3.000 cảnh sát cơ động thực hiện cuộc đột kích vào thôn Hoành, xã Đồng Tâm vào rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020. Sự kiện này dẫn tới 4 người bị chết, bao gồm cụ Lê Đình Kình, 84 tuổi, và 3 sĩ quan công an Việt Nam tham gia vụ tấn công này. Phiên tòa xét xử vụ án sau đó đã có 2 bản án tử hình cho các bị cáo là người thân của ông Lê Đình Kình, khiến công luận trong và ngoài nước phẫn nộ. Thứ ba là ông Tô Lâm tham gia vào bữa tiệc thịt bò rắc vàng tại thủ đô London, Anh Quốc vào đầu tháng 11 năm 2021, khiến cho dư luận xôn xao. Đây là một bữa tiệc rất đắt đỏ diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang hoành hành dữ dội tại Việt Nam và người dân đang cực kỳ khốn khó và chết chóc khắp nơi. Trên mạng xã hội có thông tin cho biết ông Tô Lâm thích uống rượu Macallan 50 có giá lên tới 37.000 đô la một chai, tương đương một bữa tiệc thịt bò rát vàng. Cho nên, chủ lò Nguyễn Phú Trọng đã từng lẩy kiều để mỉa mai Bộ trưởng Tô Lâm rằng cấp trên ở chẳng chính ngôi, cho nên ở dưới chúng tôi hỗn hảo. Chưa hết, Tô Lâm là công chức nhà nước với mức lương không quá 600 đô la mỗi tháng, vậy mà các con đều được sang Anh Quốc du học với học phí tới hàng trăm ngàn đô la mỗi năm. Những sự kiện tai tiếng trong thời gian Tô Lâm nắm giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an cho thấy lý do vì sao truyền thông quốc tế cũng như giới chức lãnh đạo cấp cao của Đảng nghi ngờ về phẩm chất đạo đức của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .d với bản tin vì sao Tô Lâm bị đánh giá là không đủ phẩm chất đạo đức và tư cách để làm Tổng Bí Thư. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .d. Tô Tổng chạm 4 tướng thị uy, các lãnh đạo Nghệ An lo sợ sẽ vô lò. Với tinh thần tốc chiến chốc thắng, chỉ trong hơn 2 tuần khi Tổng Trọng qua đời, Chủ tịch Tô Lâm đã giành được chiếc ghế quyền lực nhất của Đảng. Như vậy, chỉ trong vòng có 73 ngày, ông Tô Lâm đã nắm giữ trong tay cả 2 chức vụ cao nhất là Tổng Bí Thư và Chủ tịch nước.
Trước đây vào tháng 10 năm 2019, sau khi cố chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời, ông Trọng cũng đã giữ chức Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có bất kỳ cơ quan truyền thông nào sử dụng cụm từ Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước theo mô hình nhất thể hóa để nói về chức vụ của ông Tô Lâm. Điều đó cho thấy trong nội bộ của Đảng vẫn còn đang tranh chấp, chưa thể kết luận liệu ông Tô Lâm sẽ nhất thể hóa hay giữ chức duy nhất ở Tổng Bí thư, còn ghế Chủ tịch nước sẽ dành cho một nhân vật khác sắp tới. Khả năng cao ông Tô Lâm thực hiện nhất thể hóa để kiêm nhiệm cả Tổng Bí thư và Chủ tịch nước theo mô hình của Trung Quốc mà ông Tập Cận Bình đã thực hiện. Như vậy, ông sẽ nắm quyền lực tuyệt đối trong Đảng. Ngay khi Tô Lâm vừa nhận chức Tổng Bí thư sáng ngày 3 tháng 8, thì trong phiên họp làm việc buổi chiều cùng ngày, Văn phòng Trung ương Đảng đã thông báo Ban chấp hành Trung ương xem xét đơn xin thôi giữ các chức vụ trong Đảng của một số lãnh đạo cơ quan Trung ương và địa phương. Theo đó, Ban chấp hành Trung ương đã quyết định cho ông Lê Minh Khái thôi giữ chức Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Các ông Đặng Quốc Khánh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, Nguyễn Xuân Ký, Bí thư tỉnh Quảng Ninh và Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tuyên Quang thôi giữ chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 với lý do bốn người này đã vi phạm các quy định của Đảng trong thực hiện trách nhiệm và nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm. Từ quyết định của Ban chấp hành Trung ương Đảng, những cá nhân vừa kể trên, nếu giữ các chức vụ trong chính quyền, thì sẽ được các cơ quan hữu trách làm thủ tục miễn nhiệm. Cụ thể, Quốc hội sẽ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức Phó Thủ tướng của ông Lê Minh Khái và chức Bộ trưởng của ông Đặng Quốc Khánh, theo đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Như vậy, cho đến nay, số lượng ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng còn lại là 171 trên tổng số 180 ủy viên, và tất cả các phó thủ tướng được bầu từ đầu nhiệm kỳ 13 cho đến nay đã không còn một ai. Cụ thể, ông Lê Văn Thành thì qua đời, ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam đã xin thôi chức. Nhân vật cuối cùng là ông Lê Minh Khái cũng vừa bị bãi nhiệm. Công luận cho rằng, buổi sáng ông Tô Lâm đoạt chức Tổng Bí thư, buổi chiều ông lập tức vung kiếm hạ ngay bốn nhân vật ủy viên Trung ương. Sang tuần tới có thể sẽ đến lượt nhóm Nghệ An, Hà Tĩnh. Khả năng cao những cái tên như Trần Cẩm Tú, Phan Đình Trạc và Trần Hồng Hà là những món nợ cũ của Tô Lâm sẽ phải ra đi. Phó Thủ tướng Khái chính là đệ tử thân cận của cựu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ông Khái từng giữ chức Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước và Tổng Thanh tra Chính phủ. Bí thư Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký là một nhân vật được cho là đàn em thân tín của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Nếu ông Ký nắm giữ những bí mật về bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, thì Thủ tướng Phạm Minh Chính sớm muộn cũng sẽ bị Tô Lâm cho vào lò. Trong số 4 nhân vật vừa bị cho thôi chức, Đặng Quốc Khánh là đối thủ của Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Đặng Quốc Khánh là con của cựu bí thư Hà Tĩnh Đặng Duy Báu. Theo giới thạo tin, Nguyễn Thanh Nghị được cho là ứng viên sáng giá cho chức Phó Thủ tướng thay cho Trần Hồng Hà. Từ đó có thể thấy vị thế của cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng vẫn còn vững như bản thạch. Chiến thắng của ông Tô Lâm vẫn có bóng dáng của ông cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng là một đối thủ của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ lâu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Tô Lâm chảm bốn tướng thụy uy có khiến cho lãnh đạo phe Nghệ Tĩnh lo sợ hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de